Mến chào các em đến với buổi ôn tập của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập bài số 8, chao đèn trong trang trí kiến trúc. Ở phần ôn tập chúng ta sẽ quan sát lại một số những cái hình dáng cũng như là cách trang trí của các chao đèn. Và phần thứ hai là nhắc lại cho chúng ta về các bước thực hiện làm tạo dáng và trang trí chao đèn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát và nhận xét về cách tạo hình và trang trí chao đèn thông qua các hình ảnh mà cô đã sưu tầm. Thì ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều hình dáng chao đèn khác nhau, dựa vào những cái ý tưởng hoặc là những cái hình đơn giản chúng ta dễ dàng tạo ra những cái hình dáng chao đèn độc đáo, lạ mắt và mang những cái ý tưởng sáng tạo khác nhau. Có thể là đơn giản nhưng mà nó vẫn tác lên được cái sự sang trọng. Và đôi khi có những cái chao đèn nó cầu kỳ hơn và nó thể hiện được cái sự sáng tạo của mình nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp những cái chao đèn được làm bởi những cái chất liệu là sắt chẳng hạn, và chia ra thành rất là nhiều những cái cây sắt để tạo những cái ánh sáng lan tỏa ra, và nó có thể chụp lại hoặc cũng có thể là gì nó rộng ra, cũng là hình thức tạo nên một cái phong cách riêng của cái chao đèn. Ở đây ngoài chất liệu sắt ra, nhựa ra, chúng ta còn thấy được những cái chất liệu gần gũi như là mây tre lá, hoặc là những cái chao đèn được tạo hình từ những cái khung sắt rất là đẹp mắt và rất là sáng tạo với nhiều hình dáng khác nhau. Ở đây chúng ta thấy nè, A B C D E G H I J vân vân, tổng cộng là có tới chín cái hình dáng được làm từ những cái khung sắt để tạo hình. Còn bên đây là hình ảnh của chao đèn được tạo nên từ những cái vật liệu như là mây tre lá đan lát, cũng tạo ra một cái chao đèn có tính mộc mạc, giản dị và đầy sáng tạo. Ở phần quan sát nhận xét, chúng ta lại tiếp tục quan sát về những cái hình dáng màu sắc mà chúng ta có thể lựa chọn tùy theo phong cách, tùy theo ý thích và tùy theo nhu cầu thẩm mỹ của từng người, để có thể có thêm những cái trải nghiệm về màu sắc, về đam mê, về những cái mà mình cách tính của mình để mình lựa chọn cho nó đúng. Nhắc lại một chút ở phần thực hành, ở phần tạo dáng thì chúng ta sẽ vẽ phác những cái khung hình chao đèn, và mình muốn khung hình của chao đèn có hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật. Thì chúng ta sẽ vẽ phác ra và chia đôi cái khung hình ra làm đôi để vẽ được hình dáng hai bên nó cân đối. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo dáng theo ý thích. Thứ hai là về phần bố cục, chúng ta sẽ lựa chọn một là vẽ họa tiết, hai là cắt dáng, trang trí theo ý thích của mình. Và thứ ba là phần chúng ta thể hiện màu sắc để hoàn chỉnh một cái bài tạo dáng và trang trí chao đèn. Ở phần thực hành thì chúng ta sẽ thực hành bài thi với hình thức là tạo hình và trang trí chao đèn theo ý thích. Và yêu cầu cần đạt của mỗi bạn sẽ là về bố cục thì tạo dáng chúng ta có thể tự do sáng tạo, có thể vận dụng tất cả những cách sắp xếp trong trang trí, và đồng thời việc sử dụng màu sắc của chúng ta cũng có thể thể hiện theo ý thích, và nhằm mục đích là để làm sao cho thấy được ý tưởng sáng tạo và hình ảnh cái chao đèn nó nổi bật. Ở phần hướng dẫn về nhà thì chúng ta sẽ ôn tập bài chao đèn trong trang trí kiến trúc. Nhà mấy bạn sẽ tập phác thảo ra hình ảnh cái chao đèn ở nhà, tìm những cái hình trang trí phù hợp sẵn, và đến khi vào bài phần thi thì chúng ta chỉ có việc là thể hiện. Và dụng cụ chuẩn bị cho cái phần thi của chúng ta sẽ là bút chì, gom, màu, giấy,
Nếu mà ai chọn lựa chọn cắt dán thì chúng ta sẽ mang theo giấy màu, hồ dán và kéo, vân vân. Mến chúc các em đạt được kết quả tốt trong đợt kiểm tra học kỳ 1 lần này. Thân ái chào các em.